ơi. Quá hay anh Hậu ơi. Đặng Trúc ơi. Ghe ghe Đặng Trúc ơi. Kéo ngược lại, anh kéo ngược lại. Đúng rồi, đúng rồi. Này cũng khá là đẹp ha. Đẹp không anh? À, cô Chính thì cũng thích loại gạch màu xanh. Hôm qua thì Bùi Hồ với anh Hợp đi lựa gạch đó. Thì có hai loại. Một là vân vàng, hay là vân xanh. Cô Chính thích màu xanh nên là nữ là các em anh em sẽ lựa một cái màu này cho nó là. Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị. Thông tin với cô bác anh chị thì các anh thợ đang dựng cái phần vách này lên á, nhưng mà tự nhiên thì trời đột ngột đổ mưa. Bây giờ thì cái công trình cũng phải tạm dừng. Trời ơi, phải dựng này lên. Làm nghề sắt mà mưa thì không thể nào làm tiếp được, tại vì liên quan đến điện người hàng đủ thứ á, nên các anh phải dẹp đồ vô này các bác anh chị. Thấy thương ghê không anh Bon ơi? Anh Bon ơi lấy này vô phụ em với. Để em sắp lên kìa. Mưa là phải ngưng đúng không? Giấu hết máy hàng là phải giấu hết. Mưa là phải trốn. Sau khi các anh thợ gáp cái phần vách xong ở cô bác của anh chị thì trời cũng đã đổ mưa và cũng đến cái giờ cơm rồi. Các anh cũng phải gác lại cái công việc để mà đi ăn cơm. Các anh nói là khi mà hết mưa thì sẽ tiếp tục cái công việc này. Tại vì cái phần sắt này nếu như mà có mưa thì không thể nào làm được. Đây là một trong những cái, nói chung là dự tính này ngoài ý muốn, nên thành nữ là đợi xong cái trận mưa này á, hết mưa thì các anh sẽ quay lại làm. Hiện tại thì là một buổi chiều cũng khá là bận rộn luôn. Sáng ngày hôm nay thì các anh thợ cũng đã tiến hành dỡ xong cái phần gian nhà lớn, cái gian nhà mà được cắt tôn và những cái cây nó mục hết trơn. Câu cô bác quý anh chị cũng đã xong hết rồi. Những cái việc nó dỡ nhà mặc dù là nó có vất vả tí xíu nhưng mà cũng đã xong. Và chiều hôm nay thì bên đội của anh Vũ thợ sắt tiến hành gấp rút dựng lên hai cái phần vách nhà như thế này cô bác quý anh chị. Thì lúc sáng này đang làm trời bỗng nhiên có những cái đám mây đen đó, thì mưa thành thử là các anh phải nghỉ sớm lúc khoảng 10 giờ rưỡi thôi. Và ăn cơm xong thì các anh cũng nằm nghỉ một tí xíu, thì chiều nay các anh cũng đã tiến hành làm. Hiện nay thì cũng hơn 1 giờ rồi và các anh cũng đã dựng xong cái phần vách bên đây này cô bác quý anh chị. Thời tiết bây giờ thì cũng mưa nắng bất chợt ở miền Tây á, mưa nắng bất chợt lắm. Và các anh đang tranh thủ bắn cái phần vách tôn vô cái phần này. Đó. Rồi tí xíu nữa các anh sẽ dựng lơ luôn cái phần vách này, sau đó sẽ đổ để gác những cái cây đòn bay lên để cho nó cố định. Có thể là anh Vũ nó có thể là ngày mai này mới có thể là lộp được. Và ngoài kia thì cửa hàng cũng đang chở tôn vô kìa. Này là tôn dần luôn đó cô bác anh chị. Tôn dần thì ở đằng trước. Ngôi nhà này chiều dài là 17m, có nghĩa là phần tôn á, tôn phủ là 17m luôn. Có nghĩa mà cái nền là chỉ là 12m thôi, nhưng mà phần tôn phủ từ ở đằng trước so với tới ở đằng sau á, so với đến cái nhà vệ sinh ở đằng sau là đến 17m luôn. Ở cô bác anh chị thấy cũng khá là dài ha. Và có một vài cô bác quý anh chị là hỏi, như là cô chú hỏi là ủa tại sao mình không sử tận dụng cái phần nền nhà ở đằng trước á để cho đỡ tốn. Thì thưa với cô bác như thế này, cái phần nền nhà ở đằng trước này nè thì nó rất là xa so với cái nhà vệ sinh. Và đặc thứ hai là cái phần nền nhà này á, nếu như mà xây thẳng đủ 12m á thì nó phải đụng luôn cái mặt trước nhà này. Nên là nữ là Bùi Hồ cùng với các anh đỡ coi là có sắp xếp lại là cái nhà này và nó phải đi đến cái nhà vệ sinh và nó nằm trọn cái phần này. Thì sau này các bé nó có một cái không gian chơi ở ngoài trước đó luôn, chỗ cái nền cũ đằng trước đó cô bác của anh chị. Sáng nay lu bu quá ha, chiều nay lu bu quá ha anh Hợp ha. Sáng nay mưa cái công việc bị đùng lại cái thấy nó hơi cập gập tí xíu ha. Sau khi các anh Vũ đồ xong làm xong thì anh Hợp tiến hành mới xây lên ha. Mới xây đó. Mai xây chưa? Mới xây. Dạ. Cái ngôi nhà này thì trong tưởng tượng của mình thì mình cũng thấy nó khá là hiện đại anh Hợp ha.
luôn hả? Nhà này lên đẹp lắm. Dạ. Tại vì ở cái mặt đằng trước là xe mình sẽ dán gạch lên hết luôn. Rồi cái phần cái đây nè, nó có một cái lỗ ngang nên là nữ xây gạch lên nó cũng vừa khép với lại cái lỗ này nên nó sẽ khép luôn. Thì nó sẽ không có bị côn trùng đúng không? Côn trùng vô con vết rồi nó cũng xây ra đúng cái con luôn. Dạ. Xây ra đặt đúng cái con này luôn. Tại vì ấp thuốc đây. Dạ. Ấp. Anh Hợp thì cũng đi với Bùi Hồ cũng đã đặt gạch rồi cửa hết rồi. Đa số là sử dụng cửa nhôm hết. Và cửa phòng nè. Ở đây là có một cái phòng ở đây nha cô bác anh chị. Một cái phòng đằng này. Đó, ở một là hai cái phòng thì hai cửa nhôm luôn. Nhôm khung inox. Còn sáng nay là anh Hợp lật đặt thì gọi cái phần cửa không là cũng gần cỡ 10 triệu. 10 triệu bạc. Đó. Rồi hai cái cửa phòng nữa. Hai cái cửa mấy cái cửa sổ em quên rồi. Bốn cửa sổ. Bốn cái cửa sổ. Tổng cộng là ba cửa đi. Ba cửa đi. Ba cái cửa lối đi nữa. Đó. Lấy giò các anh. Giò gì? Rồi. Cái này không ai bảo ai là mỗi người mỗi việc là tranh thủ làm cho nhanh. Trời mưa cái là bị gói bị đùng liền. Cái này anh nhanh mà nó để vô đặt. Con nghe. Con nghe. Mấy nhỏ đi lên toàn dậm hư toàn ta trong mặt. Anh Vũ là làm cái công việc nhẹ nhất nhưng mà nặng ốc nhất á. Nhẹ nhất mà mệt nhất. Dạ đúng rồi. Hồi nãy xuống đây là còn mưa không anh Vũ? Dạ. Làm cái nghề sắt này tự nhiên cái mình thấy mưa cái bị đùng việc lại liền ha. Mày xài điện không? Dạ điện không à, rất nguy hiểm. Mấy cô chú khen nói là Bùi Hồ có đội thợ rất là xứng đáng. Bữa nay là anh Hùng qua bắn con luôn anh Hùng? Kiếm gạo. Kiếm gạo có tiền. Kiếm gạo. Dựng cái này là 4 người, 4 5 người dựng lên nổi không? Dạ. Ở đây là mấy cây sắt đó là bao nhiêu vuông đó anh Vũ? Sắt cột á? 75 vuông. 75 vuông ha. Sắt là loại sắt dày kẽm nó nhiều á. Qua toàn khoát, qua khoát. Dạ, toàn khoát ha. Toàn khoát mắt hình gì? Dạ. Ngày mai là xong không anh Vũ? Nếu như không mưa thì xong anh. Dạ. Còn anh sợ không chuyển tới nữa. Chuyển tới nữa. Tranh thủ để dựng cái này lên rồi gác đường tay hả? Dạ. Chắc ngày mai mới lợp kịp đúng không? Nếu không mưa là bữa nay em lợp luôn. Dạ hả? Công việc mỗi cái tí cái phần này là cái phần lớn nhất của ngôi nhà. Thành thử làm nó mặc dù là làm to hơn việc to nhưng mà nó nhanh hơn là làm lật vặt ở trong nhà. Khi mà anh lợp cái máy lên thì nó mới khỏe đúng không anh Vũ? Dạ đúng rồi. Các anh làm nhưng mà lúc nào cũng rất là vui vẻ, hòa đồng với nhau. Tranh thủ dựng lên để mưa tới nữa. Khánh đi ở bên kia là đang ra sắt hết vô. Dạ, đang ra mấy cái làm anh. Dạ. Không, đem. Rồi. Thầy đóng con ba tôi đi vậy? Em cửa con ba. Sở dĩ mà các anh thợ mà phải làm mau như vậy á là tại vì các anh thợ rất là lành nghề, mỗi người mỗi việc hết, anh Vũ phân mỗi người mỗi việc nên là nữ nó không có bị đùng công việc á. Lên ngôi nhà nào ngôi nhà nấy á, nếu như mà có phần tiền chế thì cũng khá là nhanh. Cái này nó bị thiếu hơn vậy?
Nhớ thiếu một miếng rồi. Mình cắt tấm xếp để vô. Dạ. Trời ơi, dựng lên ngôi nhà nhìn cao quá ha anh Vũ ha. Dạ. Này là cao nhiêu anh Vũ? Đằng trước đó 4m2, đằng sau 3m2. À, sáng nay là các anh thợ cũng phải hỗ trợ với lại ở nhà đó. Dạ. Các em thanh niên hỗ trợ chặt mấy cây tre này cao bớt nè. Lý do là mấy cây tre này nó sẽ dê lên cái mái của mình anh Vũ ha. Dạ đúng rồi. Anh Vũ ơi, sau này là cái phần tôn này nó phủ lên cái này luôn không? Dạ đúng. Phủ qua đó bên nhà tắm luôn cho đi đừng ướt mình á. À, có nghĩa là phủ chồm qua bên kia luôn. Bên kia luôn. Dạ, để mà khi mà mưa thì nó không bị nước mưa chảy ngược lại. Dạ dạ dạ. Ừ. Thì sau này cửa là mình sử dụng loại cửa như thế này luôn nè. Đó, cửa này cửa nhôm đúng không? Cửa nhôm anh. Dạ, loại cửa mà cửa phòng á thì Bùi Hồ sử dụng loại cửa này luôn. Cửa nhôm, cửa phòng là cửa nhôm không à? Dạ. Cửa trước, cửa hai cánh cũng cửa nhôm luôn. Cửa nhôm luôn. Cửa sổ thì nhôm hết mà bảo vệ inox nữa. Dạ. Nói chung là ngôi nhà này rất là chất lượng luôn. Dạ. Rồi bây giờ chuẩn bị dựng lên chưa? Em hết cái này cái nữa rồi, chuẩn bị dựng lên. À. Nên là cái này chết em. Thôi bây giờ có nhà nhanh là được rồi. Dạ. Bầm báo 35 cũng được. Rồi, vậy. Ôi dựng lên cái ngôi nhà nhìn nó dài quá anh Vũ. Dài không? Lắm anh. Nhà này dài. Dạ. Dài. Ở đằng đó là mình còn hạ cái góc ra cái mái nữa đúng không? Mái trước đó tôn là 2 mét nữa đó. Từ cái phần đó mình hạ giật cấp xuống ra tôn 2 mét nữa. Dạ. Giật xuống 7 tắc rồi đâm ra 2 mét. Làm cái máy kết chùi. À, làm máy kết chùi. Dạ. Ôi, dở ra nhìn ngôi nhà này nhìn thoáng anh Vũ ha. Dạ, thoáng. Có nhiều cô bác anh chị nói là nếu như mà nhà này không có sự chung tay góp sức kịp thời của Mạnh Thường Quân á thì chắc có lẽ là ngôi nhà này không biết ở được bao lâu nữa, nhầm khi đè mấy đứa bé luôn á. Cái nào? Không không, bình thường bình thường. Đưa ấy xong cái dở này ra rồi mặc lên. Ê! Quá hay anh Hậu ơi. Dạ. Leo lên được mà xuống không được. Hãy cột lại lên đó hả? Dạ. Cái nhà nó là sao vậy? Kệ nhà mấy anh này tiếp anh ơi, tiếp với. Vô đây. Nặng đó lắm. Điều chân không nè. Nè, vô đây ta dọn vô đây nè. Ông mở cho mấy anh ấy đi qua điều chân. Được. Dớt cái chân cái xích tên. Mười hồ cũng muốn phụ nhưng mà không ai cầm máy nên không có phụ được. Đặng chút coi. Kéo ngược lại, anh kéo ngược lại. Đúng rồi, đúng rồi. Trời. Kéo đi tới, kéo đi tới. Rồi bây giờ lo chấm cái mấy cái món hàng hả? Ngôi nhà rất là dài cô bác anh chị. Dựng xong thì các anh cũng phải tranh thủ chạy để mà sắp món hàng đồ vô để mà có thể hàng với lại mấy cái gâu ở dưới á. Cái cần cua kìa. Cho cái xe tắt tắt. Cái đâu anh?
con thằng này hay gì? Vô đây, vô đây, vô đây nè. Vô cái lăng này, vô cái đi. Rồi, rồi, lấy cái lăng này, lấy cái rồi. Lấy cái lăng đồng tay. Nếu gì mà lấy có cái đồng tay chỗ vô đó một cái là mình lấy lên luôn bình thường. Ừ, rồi, mày chở đi. Không được đi con. Ừ, đi, không mẹ đi. Mày lấy ghế, hai ba ghế rồi, nó khách. Chịu lên tiếp không em, dạ sao? Ui, đụng quá, dạ luôn. Phải gác mấy cái lam lên liền, có là phải gác mấy cái lam lên liền để cho nó chịu lại. Cái lên dựng trong này mà. Ê, 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 nó ngã ra nhìn ghê vậy. Vậy. Đúng rồi. Đây, chấm. Cái làm vậy chấm cái còn cái làm kia sao anh? Nhìn hồi hộp quá. Nó đem đây đã. Nhận được 3 cái lam là khỏe hả chú ha? Ở cái phần trên thì phải cố định bằng những cái lam để cho hai này nó kìm lại. Ở dưới này thì phải có những cái gâu, cái anh thợ khi mà xây xong để dạ sẵn những cái gâu nối với cái phần nền đó, có những cái gâu sắt nối với cái phần nền đó. Khi mà các anh đổ bê tông ở cô bác anh chị, đây là có những cái gâu sẵn. Chưa được anh. Tại vì còn cái phần ở dưới nữa kìa. Không nói vậy này lên thấy được ổn. Rộng đúng không? Nãy thấy cái nền nó nhỏ nhưng mà dựng lên cái mình thấy nó to ha. Bẻ cái gâu nối với cái phần nền để hàng vô đây cho nó chết đây luôn. Để cái gâu lên anh Hùng ha. Đang mình nối với phần trên cho nó chắc lại. Nó kèm cái chân. Đó. À, đây là mấy cái chỗ này là chỗ đà đúng không anh Hùng? Chỗ cây đà. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hàng 2 cái lam là thấy hai vách nó cứng lại liền. Đẹp quá ha. Cái này anh Hùng anh đang gọi là thả lọc lòn. Cái này là này là nó hơi nghiêng vào bên đây nên là nở thả lọc lòn để cho nó cân lại đúng anh Hùng. À có nghĩa là nếu như mà nghiêng về bên đây dán gạch thì mình mới thấy được. À ngã gạch đúng không? Hay ha. Để các anh thợ sắt với lại các anh thợ hồ cũng phải phối hợp rất là nhịp nhàng. Tại vì cái ngôi nhà này mới nếu như mà bị nghiêng về một bên tí xíu á thì dán gạch nó sẽ mình sẽ thấy ngôi nhà nó bị dựng lên nó bị nghiêng. Dạ. Dạ. Ồ vậy là xong hả? Cái đó là nó bị dựng lên mình thấy nó xéo hả anh hả? Giờ mình thấy ngã hổ rồi dán gạch lên kia, gạch mình chuẩn xéo mình. À. Dán lên trên kia nó mắc gạch mình, nó mắc ra nhào ra hoặc nhào vô. À hay ha. Nên thành nữ là mình phải thả lập lòn cho nó cân cái ngôi nhà này lại. Như không cái nhà không thì bỏ thiết được, ngã vào phân ta không biết. À. Mà dán gạch vô là tao thấy liền. À cái điểm yếu đó. Đúng rồi. Anh Hợp chỉ cần nhìn thôi là biết là nó nghiêng mấy phần luôn hả? Ừ, hay trời. Sở ý cái hàng chết cái đó, hàng chết cái đó là xuống không được. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì khi hàng đồng tay là nó cố định ngôi nhà luôn đúng không? Chết cái đó là xuống không được. Dạ, nên là nữ là trước khi mà hàng đồng tay thì ở dưới này nó phải cân đối chứ. Không phải như cái nhà cây. Nhà cây thì mình cúng bình thường, còn cái nhà sắt là mắc xá nó hàng. À. Rồi bây giờ các anh sẽ tiến hành cái công đoạn là gác bằng tay rồi sau đó là sẽ lột luôn. Bây giờ thì cô Chính cũng khá là yếu nên là nữ là chỉ để vật tư thì các anh giống như là chủ nhà để vật tư, anh Hùng với lại anh lớn là tự dọn ra chỗ để luôn. Cái này đáng lý là chủ nhà phải làm đúng không anh Hùng? Nhưng mà thấy cô yếu quá các anh làm phụ luôn. Bây giờ xe vật tư xe gạch với lại gạch dán nó cũng đến rồi cô bác quý anh chị. Các bé thì còn quá nhỏ để có thể phụ được. Bây giờ các anh cũng chuyển gạch vô tới nè.
Gạch màu này cũng khá là đẹp ha. Đẹp không anh? À, coi chính thì cũng thích cái loại gạch màu xanh. Hôm qua thì Bùi Hồ với anh Hợp đi lựa gạch á, thì có hai loại, một là vân vàng, hai là vân xanh. Coi chính thích màu xanh nên là nữ là các em anh em sẽ lựa một cái màu này cho nó là mà thấy nó nhìn cũng hay hay. Này là chở gạch lót thôi, cứ gạch dán luôn không anh? Hết luôn hả? Dạ. Còn thêm một xe nữa, cô bác anh chị. Nó nhìn khá là đẹp luôn á. Và bây giờ các anh cũng đang lót cái cái cây kèo, gọi là cây kèo. Hai cây kèo nữa. À, anh một đồng cũng mới vừa xuống tới. Và họ cũng hỗ trợ lên để đưa cây kèo lên. Cái kèo này rất là nặng luôn. Nặng lắm, lấy dây kéo lên nó khỏe hơn. Rồi dịch lên. À, sau khi mà gác thêm hai cây kèo nữa thì các anh cũng sẽ lợp cái phần mái tôn vào buổi chiều hôm nay luôn á cô bác anh chị. À, tổng cộng là đến 4 cây kèo, 4 cây kèo. Bây giờ thì chắc có lẽ là video clip cũng khá là dài, thì Bùi Hồ cũng chân thành cô bác anh chị đã xem video clip đến thời điểm này, và cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã đồng hành với Bùi Hồ trong những cái hoàn cảnh khó khăn ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị vào ngày mai để xem các anh làm cái phần lập mái nè, rồi sau đó các anh sẽ ngăn phòng.